Dạ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay Hương thay mặt cho Mạnh Thường Quân là anh Scott Lâm là đến nhà của Dượng Ba để báo cho Dượng Ba một tin vui. Dạ, thì được biết hoàn cảnh của Dượng Ba là mấy năm nay trồng đồ rẫy thì cũng thất thu, rồi bị lỗ vốn nữa. Thì vụ củ cải đợt rồi Dượng Ba trồng thì cũng bị mất trắng. Thì anh được biết hoàn cảnh của Dượng Ba như vậy thì anh cũng muốn giúp cho Dượng Ba có một số vốn để trồng lại khoai cao, để Dượng Ba lấy lại cái mùa vụ sau. Thì bây giờ nương ra tới đất của Dượng Ba rồi, thì giờ mình sẽ vô thôi. Dượng Ba đang làm gì Dượng Ba? Nhổ giống cây cao đang trồng lại mà. Dạ. Cái này là mình ương trước hay sao Dượng Ba? Ương trước khoảng chừng nửa tháng rồi nãy lên gì đã đầu ra mình trồng lại. Dạ, cái này phải ương trước là nửa tháng nó mới lên gì? Nửa tháng gì là đem cái đất trồng lại được nè, bắt đầu trồng nó là pha nhỏ nhỏ gì nè. Dạ. Mà hổm nó là ngay làm gãy cũng lỗ lã rồi, giờ hết cái cộng gì, bây giờ thôi chuyển qua trồng khoai tao. Khoai tao này thì hy vọng đợt này còn sao chứ. Dạ, cái này là mình ương trước như vậy nè. Rồi bây giờ lên, lên như vậy, Dượng Ba mới nhổ rồi mới đem ra đất trồng. Cây con gì nè, có rễ gì, có mập mập gì nè. Dạ. Mình tiễn cái nào được đó mình ra mình trồng trước, cái nào lùng lùng trồng sau. Cái nào thấp thấp á. Nhổ ra dạ. Cao gì nè. Cái vốn giống này nhiều không Dượng Ba? Vốn giống này khoảng chừng 5-6 triệu qua, nhưng mà sợ là phân thuốc sâu rồi nó mắc thôi, chứ giống này cũng không mắc gì mấy. Dạ, giống là khoảng 5-6 triệu. À, 5-6 triệu rồi, rồi xuống giống rồi tủ gom rồi làm cỏ rồi. Thì phân nó nặng lắm, bao phân giờ trên triệu đó. Dạ. Trong ba uống bao đó. Dạ. Trong cái cao ba uống bao rồi đủ tiền hết trơn, bơm nước rồi xịt thuốc. Bây giờ chi phí nào ngay nặng lắm, làm phải làm vậy thôi chứ giác làm chứ. Dượng Ba trồng đủ hết trơn, ở trước trồng hành cũng lỗ, cải về giống cũng lỗ, qua củ cải trắng thì nó cũng lỗ nữa, nó không lên nữa. Bây giờ thì Dượng Ba quyết định đổi qua trồng khoai cao. Cái này thì trồng mấy tháng mang được Dượng Ba? 4 tháng hả? 4 tháng là lái mua rồi, khoảng 4 tháng 10 bữa là bắt đầu có đầu. Đợi nó làm 4 tháng nó mua là nó bỏ cọc rồi. Dạ. Thì đây đó trồng đợt này nó là cũng rồi đó, hết vụ luôn đó, là nước lên luôn rồi, đất thì đất, tại đất thấp, đất vừa bao á. Dạ. Đâu phải trồng quanh năm như người ta đâu, vụ này nó được không được nó rồi đó, nghỉ luôn rồi đó. Dạ. Hy vọng là lại là cái vụ sau này có giá đồ thì đỡ không bà độ. Dạ. Còn không bà không độ thì thua luôn. Cái này trồng hết đất này luôn, 4 năm công đất luôn hả Dượng Ba? Đậu bắp bên kia rồi Dượng Ba nhỏ trồng lại luôn hả? Trồng khoai cao luôn hả? Ừ, đậu bắp trồng cũng thắt quá rồi, giờ thấy không có năng suất rồi thôi. Còn không mấy cờ bắp tính trồng mới kiếm tiền xài dọc đường đó mà thấy thấp quá rồi thôi, không có nhiều rồi ngủ. Dạ. Ngủ rồi giờ trồng cho khoai cao, ba thấy nó còn dư dư nè. Dạ. Tính bầu là khoai cao là mình ương là đứng đồng thừa cái bắp ra mà giờ nó còn dư thôi, nhổ cái bắp luôn. Cô ba đang tủ gom quá hay gì không ba? Ừ, đang tủ gom cho khoai đó, bây giờ lỗ lã quá rồi làm nhà không à, đâu có mướn ai đâu. Dạ, cái này mình làm nhà thì ngày nào cũng làm hết hả Dượng Ba? Ngày nào cũng làm hết trơn, có giấc trưa, nghỉ giấc trưa, rồi vô ăn cơm, rồi hồi nó nhổ đem quá mình trồng thêm. Rồi cái này được rồi, mình ra ngoài mình trồng đi Dượng Ba. Rồi, đi ngoài trồng. Cái phần này là Dượng Ba đã trồng rồi nè ông bà cô chú. Đây. Cái này trồng được bao nhiêu ngày à Dượng Ba? Cái này hả? Dạ. Trồng bữa 17. Bữa nay 4 bữa rồi. Trồng được 4 bữa hả? Ừ, 4 bữa rồi đó. Cái cây này nó lên có lá nè. Khoai cao này mau trồng lắm. Mình nó tại vì đất này nó mềm mềm nè, trồng mau lên lắm, mau tốt lắm. Dạ. Khoảng chừng cỡ 1 tháng là nó tới đầu gấu rồi. Dạ. Này trồng được 4 ngày mà nó cao rồi nè. Mấy cái này đó, cao Dượng Ba trồng trước, còn mấy cái thấp Dượng Ba trồng sau. Gom vô. Gom cho nó ấm chân như vậy bữa nó tốt, không ngày nắng gặp nắng rồi nó. Cái này nắng quá trời nắng luôn hả Dượng Ba? Nắng hoa quá nắng. Cái này trồng khoai cao này tưới nước nhiều không Dượng Ba? Nhiều à, khoai cao này chịu nước lắm. Khô dạ. Nó không có chịu. Khô là hư đít hết trơn à. Dạ. Phải nước ướt thường thường như đó nó mới tốt. Lộ gãy kia thì nó ít nước, lộ gãy này là rồi cỏ lớn ha, mình xả nước vô ngập luôn như lúa vậy đó, chứ không phải gì đâu. Chừng nào chừng có 3 tháng lên á, rồi xả nước vô ngập.
cho nó vị đó nó mới tốt. Dạ. Khoai cao này là những ba chồng mà chưa tủ gom này, cô ba thì đang tủ gom ở ngoài dài vô. Mình tủ như vậy cho nắng nó không có nóng đất. Ra tủ sáng giờ luôn hả cô ba? Giờ cô ba dựng ba lỗ quá, làm nhà hết luôn rồi, không có mướn ai hết, ngày nào cũng ra làm hết. Đây cái củ cải trắng đợt rồi dựng ba trồng nè, nó không có lên, nó lên chỉ được có mấy bụi thôi à. Rồi dựng ba bỏ hết luôn, dựng ba nói công này kia vốn luôn hết luôn, mướn người ta cũng mười mấy triệu nè, nó chỉ lên vậy thôi nè, nó lên được có mấy cây à, mấy kia nó không lên. Rồi dựng ba đành bỏ hết luôn, bây giờ trồng lại khoai cao, hy vọng cái mùa vụ khoai cao này nó sẽ được vụ. Trồng từ từ trong nhà không à, tại anh ta làm ăn lỗ lã quá rồi. Không mướn người ta làm nhà trồng lai gai bữa chừng chục hàng vậy đó. Dạ. Thế rồi chứ theo có tiền bạc mướn người ta, giờ hôm nay mà ăn tệ quá. Mất trồng lai gai. Trồng gì xong rồi tủ gom lên hả dân ba? Gì bắt đầu tủ gom vô. Cho nó đừng có bị nóng đi mà. Đừng bị nóng ra dễ. Dạ. Nó trồng gì đó, đất này nó cũng xốp. Cái này khoảng cách trồng với bao sai? 4 tấc. 4 tấc. Ừ, 4 tấc cây. Bây giờ trồng khoảng tới 4 tháng sau mới thu hoạch được. 4 tháng sau cái loại này, cái loại lâu ăn. Dạ. Mà nó hơi khỏe, gãy kia một chút. Thời gian nó lâu. Nó không có mạo hiểm bằng cái kia, ba cái kia thì chịch thì nó lỗ nặng. Còn này thấy gì chứ. Cái hàng lâu ít ta trồng, mình hy vọng trồng vô nó có giá đi. Còn thấy ở đây chưa có ai trồng hết trơn, ở còn mình nè. Ít ta trồng lắm. Mấy cái đồ gãy ăn liền kia. Ba cái hàng bông hoa. Dạ. Chứ bà này lâu ngày tháng ta chê. Dạ. Bởi nhờ gì đó mà hy vọng có giá đó chứ không gì chứ. Dạ hy vọng. Dựng ba quyết định trồng phải cao là. Chuyến này là phải lấy lại. Được mùa trúng giá. Bởi vậy chuyến này là phải. Dạ mấy vụ trước là lỗ trắng tay. Lỗ mà không lấy vốn thì được luôn, nó có cái thì lấy vốn chút đỉnh cũng không lỗ, mà có cái thì thôi không bán được cái gì trơn, nó làm ăn gì đâu mà nó không gặp mai không. Dạ. Dạ thì hôm nay cũng được anh Gia Cốt Lâm là được biết hoàn cảnh của Dượng Ba là cũng trồng gãy lỗ lã cũng mấy năm nay rồi, cũng thất thu nữa. Vì thấy Dượng Ba là có ý định trồng lại khoai cao thì anh cũng muốn giúp cho Dượng Ba một ít vốn để Dượng Ba trồng cái mùa vụ khoai cao này. Thì hôm nay con sẽ thay mặt anh trao cho Dượng Ba số tiền là 7 triệu. Là anh muốn giúp một ít vốn để Dượng Ba trồng lại cái mùa vụ này. Hy vọng mùa vụ này được mùa trúng giá hả Dượng Ba? Rồi chứ này là nhờ cái lấy hình của nhà Mạnh Thường Quân gì đó đặng chờ giúp tôi, cái này là quá nó rất cảm ơn luôn, đặng tôi lấy cái tinh thần đặng tôi làm chuyện này đặng cho nó lời nữa, cho nó lời đặng lấy vốn lại chứ mấy hôm nay mùa nay sẽ thấy lỗ nhiều quá. Cảm ơn gia đình Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ thì anh cũng muốn ủng hộ Dượng Ba, tinh thần Dượng Ba phần nào để giúp Dượng Ba trồng cái mùa vụ này để chúng mánh thấm khá hả Dượng Ba? Rồi với cái này mới lấy cái hình của Mạnh, nhà Mạnh Thường Quân đó, thì tôi làm cái này chứ thành công đấy. Dạ. Rồi tôi còn nhớ ơn nhiều nữa. Chứ giờ là hóa nói chứ làm gì lỗ đổ không mà thấy biết là hết định hướng, hết biết làm gì luôn. Dạ. Thì đây số tiền 7 triệu. Con rồi sẽ thay mặt anh trao cho Dượng Ba để Dượng Ba làm vốn để trồng phải cao. Rồi cũng thay mặt gia đình cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều luôn. Nên chuyện này tôi cố gắng tôi làm cho nó thôi, nhưng mong muốn gia đình này kia đồ để làm gì đâu mà lỗ hoài, chứ làm cho mọi người có giúp mình, ta cũng thấy mình làm cố gắng người ta cũng thấy vui nữa. Dạ. Cố gắng làm lên hết khả năng luôn. Dạ. Giống giống là 5-6 triệu, rồi tiền phân thuốc sâu rồi tới bán luôn chắc cũng mười mấy 20 triệu hết. Có 20 triệu à, tại đường nó dài. Dạ. Tại mùa mưa này nó bệnh nhiều, mưa cái nó bị thúi lá đó, chịch bệnh cả 100 ngàn nữa. Dạ. Phải mà nó loại ngắn ngày thì nó không có nhiều vốn chân, tại nó 4 tháng, cách chừng bữa hai bữa chịch lần, bữa hai bữa chịch lần là lây thuốc men giờ nó mắc nhiều lắm chứ không phải gì đó đâu.
Hồi đó thì nói gì làm gãy không có ngán, bây giờ sao mua thuốc phân ngán quá ngán, làm gì chứ chưa mua được hộp phân, nó đâu có tiền đâu mua. Bữa nay được số tiền cũng vui ha Dương Ba. Ủng hộ tinh thần Dương Ba để trồng mùa vũ khoai cao này để tốt. Là có tinh thần quá nói chứ mình cũng cố gắng làm hết khả năng luôn chứ để gì đâu mà lỗ lã hoài. Thấy cũng buồn buồn. Nói gì quá, cảm ơn Mạnh Quân rất nhiều, mình cũng không có nói gì hơn, cũng cảm ơn nhiều luôn. Thì em cũng cảm ơn anh Sa Cốt Lâm rất là nhiều đã giúp đỡ Dương Ba một số vốn để Dương Ba có thể trồng lại mùa vụ khoai cao vụ sau này. Hy vọng là cái mùa vụ này cũng sẽ được gặp nhiều may mắn, rồi, được mùa trúng giá. Thành công rồi lấy cái đất của mấy cháu với nhà Mạnh Thường Quân đó, tôi làm cái này phải cố gắng thành công mới được. Dạ. Nếu được chị ngoái nói nếu thành công ha, cảm ơn nhiều nữa. Dạ. Cũng nhờ sự giúp đỡ đó mới thành công thôi chứ không có không thấy. Nản chí quá làm viết hết khả năng làm luôn. Làm viết hết tinh thần. Vụ này cố gắng lên hay Dương Ba? Rồi vụ này phải cố gắng phấn đấu. Dạ. Làm quái nó mọi giá hết khả năng luôn mới được. Dạ. Thì em cảm ơn anh rất là nhiều đã giúp Dương Ba một cái món quà tinh thần rất là ý nghĩa luôn. Dạ thì em cũng xin kính chúc anh và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Mọi sự như ý thì công việc lúc nào cũng gặp nhiều may mắn và thành công nha anh. Thì video đến đây cũng kết thúc. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Xin chào.